căng rồi. Đúng không mọi người? Không rồi, nó gọi là không có nhìn bên cam mà thấy. Thấy hả? Biết hả? Dạ, bữa nay mới được có gì. Gặp lại hả? Con với chú làm miếng rồi. Chú dùng miếng chú nãy giờ không hết ăn. Mà cái gì? Mà chưa thấy đó giờ mới thấy là không ai mà nuôi chó. Thôi lên lên đây lên nuôi chó mà vui. Đúng rồi. Vừa nhậu vừa ca nó mới vui đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhà chắc là phải mười mấy con rồi. Là 8 con. Dạ con. Đó mưa nuôi mười mấy con giờ còn có 8 con à. Hơn 15 con. Con vô nhà chú Tâm gì đâu mà thấy chó đẻ lung tung vô ngủ mà nó hồi kiểu vậy nó hồi đẻ gì út bạn đó. Chim xong luôn. Thì mày sẽ lên bé đi. Yeah.